sự thật khủng khiếp về hũ trò rộng của phi nhung sao có thể tha thứ được xin chào quý vị và các bạn hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới nhất về ca sĩ phi nhung như chúng ta đã biết thì thông tin phi nhung còn sống hoàn toàn là sự thật và cũng đã có hàng ngàn lá đơn được gửi đến bộ công an để yêu cầu điều tra lại toàn bộ kịch bản giả chết của phi nhung và sáng nay bộ công an lại vừa có thêm thông tin mới về cuộc điều tra họ cho biết chúng tôi vừa phát hiện ra một bí mật vô cùng khủng khiếp ẩn sau hũ trò cốt của phi nhung chúng tôi không ngờ rằng phi nhung lại có